Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một cái bài giảng về một cái vấn đề, một cái chủ đề, một cái sự quan tâm mà nhiều người chắc là thích. Làm thế nào để thiệt giỏi một cái lĩnh vực nào đó? Giỏi thôi thì chưa đủ đâu, nhưng mà thiệt giỏi thì nó sẽ đẻ ra nhiều thứ. Khi bạn thiệt giỏi một cái lĩnh vực nào đó, bạn sẽ có tiền, vì chuyên môn của các bạn là quá đỉnh, ai cũng muốn trả tiền để có các bạn hết, đúng không? Thứ hai là bạn làm khả năng thành công rất cao, vì cái tầm của bạn là rất khủng khiếp rồi. Tôi dùng cái chữ là thật là giỏi, thiệt là giỏi một lĩnh vực nào đó mà, đúng không? Cái tiếp theo là bạn sẽ có danh tiếng khi bạn thật sự giỏi. Ai mà không ngưỡng mộ những người giỏi? Và cuối cùng là một sự hạnh phúc vô bờ bến khi bạn ý thức được giá trị của mình, bạn biết được mình giỏi tới mức nào, bạn biết được xã hội cần bạn ra sao, bạn biết được mình cung cấp được giá trị nào và thu lại tiền, cũng như là có một cuộc sống tốt đẹp từ chuyên môn của mình. Quá hạnh phúc. Sống bằng năng lực của mình mà không hạnh phúc thì còn cái gì hạnh phúc, đúng không? Thành ra bài giảng này sẽ là một cái bài giảng, nhắc câu này hoài cũng kỳ, nhưng thực sự lại là một bài giảng tâm huyết nữa của tôi. Và tôi hy vọng các bạn sẽ xem từ đầu tới cuối. Tôi hứa với các bạn sẽ có những công thức để các bạn áp dụng một cách dễ dàng. Và tôi hứa với các bạn cái suy nghĩ về thành công của các bạn sẽ được nâng lên một tầm cao mới sau khi xem bài giảng này các bạn nha. Cùng xem ngay và luôn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học Kinh doanh. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Và cũng ở trên cái kênh này, tôi có hướng dẫn từ căn bản cho tới chuyên sâu rất nhiều những môn học, đó có thể là kỹ năng mềm, kỹ năng sống, rồi kiến thức tư duy, rồi cách sử dụng các phần mềm cần thiết, rồi chia sẻ kinh nghiệm, rồi dạy tiếng Anh, nói chung rất là nhiều. Tuy nhiên cái lĩnh vực mà tôi cảm thấy tôi có nhiều trải nghiệm nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, cũng như là cái nội dung bài giảng nó có cái chất đời nhất, gần gũi nhất, chính là lĩnh vực kinh doanh. Thành ra các bạn có thể xem những bài giảng thuộc cái thế mạnh nhất của tôi bằng cách đơn giản thôi, đó là gõ từ khóa kinh doanh Web 5 Ngày ở trên thanh tìm kiếm của YouTube. Rất nhiều những bài giảng để cho các bạn xem nha. Và một lần nữa, tất cả đều miễn phí, không cần phải đăng ký, không cần phải theo dõi, không cần phải share email, không cần phải mua một cái gì hết. 100% miễn phí từ đầu đến cuối nha. Rồi ok, chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Làm thế nào để thiệt là giỏi, giỏi thiệt sự một lĩnh vực nào đó? À, làm sao đây ta? Tôi sẽ nói đầu tiên về cái bố cục của cái bài giảng này. Bài giảng này sẽ tạm chia ra làm 4 phần. 4 phần nhỏ nhưng mà thực ra là 2 phần lớn. Có nghĩa là tôi sẽ cho các bạn một cái công thức để có thể thành công, để có thể thiệt sự là giỏi trong bất kỳ lĩnh vực nào. Và ba cái phần đầu tiên của chương trình này đó, tôi sẽ lấy những ví dụ thiệt sự là gần gũi để minh họa cái công thức đó. Phần số 1, ví dụ đầu tiên sẽ về một cái chuyện rất đời thường trong cuộc sống, mà nếu các bạn để ý, các bạn sẽ học được một bài học lớn trong cái việc áp dụng công thức mà tôi cho các bạn để thiệt sự giỏi một lĩnh vực. Ví dụ số 2 là ví dụ của chính bản thân tôi. Và ví dụ số 3 là ví dụ về cách để thiệt sự giỏi trong sự nghiệp của mình. Và cái phần số 4 là tôi sẽ làm thêm để tặng các bạn. Có nghĩa là một cái câu hỏi sẽ có rất nhiều người hỏi sau khi xem 3 phần. Liệu tôi có thể thành công? Liệu tôi có thể thực sự giỏi trong một lĩnh vực mà tôi không thích hay không? Thậm chí là giỏi tới tầm chuyên gia luôn. Tôi để cái câu trả lời ở phần số 4 cho các bạn xem nha. Và nốt thêm một chút xíu nữa trước khi mà đi vào ví dụ đầu tiên và hé lộ cái công thức này. Đó là ở cái ví dụ đầu tiên á, tôi có lấy một cái ví dụ về bí mật nha. Và tôi muốn nói trước với các bạn là tôi không cổ suý cái việc đó. Tôi không có khuyến khích các bạn dành quá nhiều thời gian để làm cái việc đó. Nhiệm vụ của tôi là tìm ra những ví dụ đơn giản nhất để ai cũng có thể hiểu, để minh họa cho một cái thứ lớn hơn. Đó là chủ đề của chương trình này. Đó là cái công thức để thực sự giỏi một lĩnh vực nào đó. Chứ tôi không có cổ suý cái vấn đề, cái ví dụ được nói trong cái phần số 1. Ủa mà cái ví dụ đó là gì ta? Mà phải rào trước ta. Thôi, vô ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện. Một câu chuyện rất đơn giản, rất đời thường, nhưng sau khi nghe xong, bạn sẽ hiểu được
cái công thức của cái việc làm thế nào để thiệt sự là giỏi, làm thế nào để thiệt sự là giỏi một lĩnh vực nào đó, và kể cả đó là lĩnh vực bạn không thích nha. Và cái câu chuyện này tôi đã kể ở trên một bài viết trước đó. À, thành ra nếu bạn chưa đọc bài viết đó thì hãy kệ đi, đừng quan tâm. Còn nếu bạn đã đọc rồi thì làm ơn vẫn xem tiếp cái clip này nha. Bởi vì cái bài đó là một phần rất rất nhỏ của cái clip này. Nó chỉ là 1/10 thôi. Thành ra cố gắng xem, đừng có bỏ qua nha. Rồi, kể câu chuyện. Số là cái chỗ mà tôi hay sống, nó có một cái tiệm tạp hóa và tôi hay mua đồ ở đó. Kế cái tiệm tạp hóa đó là một cái tiệm net, tức là chỗ chơi game đó các bạn. Mà tính tôi thì nhiều chuyện lắm. Thường thường tôi đi mua cạc điện thoại hoặc là đi mua muối, mua đường ở trong tiệm tạp hóa đó, thì tôi đi ngang cái tiệm chơi game đó, tôi để ý. Tôi thấy, ủa sao cái thằng cu này, mấy đứa nhỏ nhỏ này sao nó chơi hoài ta? Mà có nhiều khi tôi để ý nha, sáng tôi đi mua đồ, tôi thấy nó vẫn ngồi đó nó chơi. Chiều đi mua đồ, thôi, nhỏ này còn ngồi đây chơi nữa. Rồi nhiều khi tối tối tôi về, cái tôi cũng nhiều chuyện mà, tôi nhìn vô tiệm, má ơi, sao quỷ này chơi cả ngày trời? Cái bắt đầu trong đầu tôi, nó dấy lên một câu hỏi. Cái cậu bé này nè, chơi game liên tục, ngày nào cũng chơi. Và có những ngày chơi từ sáng tới tối luôn, tức là kinh nghiệm đầy mình. Vậy tại sao cậu bé này không phải là một game thủ đỉnh cao trong cái ngành thể thao điện tử, tức là ngành eSports? Tại sao cậu bé này vẫn chỉ ngồi ở đây và chơi như là một người game thủ bình thường? Đấy, các bạn có thắc mắc giống tôi không? Vậy thì câu hỏi là tại sao? Tại sao? Tại sao? Rõ ràng là cái cậu bé này chơi rất là siêng năng mà, chơi mỗi ngày mà, dành rất nhiều thời gian cho nó mà. Và nếu mà theo cái quy tắc 10.000 giờ rất nổi tiếng ở trên mạng thì đây phải là một siêu sao chơi game. Nhưng cậu ta vẫn chỉ là một người chơi bình thường thôi. Các bạn có hiểu vì sao không? Bạn trả lời được câu hỏi này, bạn sẽ biết được bí kíp để có thể thiệt sự là giỏi trong một lĩnh vực nào đó, và thậm chí là nâng tầm các bạn tới mức chuyên gia luôn. Đó là bạn siêng năng và bạn dành thời gian cho một cái gì đó ok, rất cần nhưng chưa đủ. Bạn chơi game nhiều thì chỉ chứng tỏ một điều, đó là bạn sẽ chỉ là một người chơi game thành thạo mà thôi, chứ chưa chắc bạn đã là một người chơi game xuất sắc. Nào, công nhận hay không? Không công nhận mới lạ đó. Vì thực sự là như thế. Bạn muốn là một người chơi game xuất sắc, trở nên cực kỳ nổi bật trong lĩnh vực chơi game, thì bạn phải có thêm một bước nữa. Bạn biết đó là bước gì không? Bạn phải dành thời gian ra và suy ngẫm về cái cách mà mình chơi game. Đây, rất quan trọng. Vì nếu không có bước này, bạn mãi mãi là một người ở mức trung bình, hoặc là lạc quan lắm thì chỉ là ở mức trung bình khá mà thôi. Vậy thì thế nào là suy ngẫm đây? Các bạn biết là khi các bạn thực sự tĩnh lặng á, các bạn nghĩ về những gì mình làm, các bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Ví dụ như trong cái trường hợp chơi game đi, ngồi mà để ý á, nhớ lại trong ngày mình đã chơi như thế nào á, bạn sẽ ý thức được, à, cái chỗ này tao chơi ngu, tao phải sửa. Cái chỗ này tao đánh như vậy là không được, tao phải sửa. Hoặc là cái này tại sao lại đi bên trái là không đúng, phải đi bên phải mới đúng, ví dụ vậy. Hoặc là, à, ở cái màn này theo phản xạ là mọi người nhảy vào và đi liền, nhưng đi như vậy rất dễ chết, tại sao mình không thử mình chờ 3 giây rồi mình mới đi. À, lại ra một cái mới. Hoặc là khi mà bạn suy nghĩ, bạn sẽ cảm thấy, ù, cái chiêu này cái thằng kia nó chơi rất là hay nha, cái thằng cao thủ kia nó xài cái chiêu này, à, hay nha, tao học hỏi liền. Bắt đầu ngẫm trong đầu, ngẫm trong đầu. Đấy, hoặc là ngồi suy nghĩ ra những cái chiêu nào đó mới lạ, bất ngờ, để gây cái sự bất ngờ cho đối thủ. Đấy, các bạn thấy như thế này đó, càng ngày cái trình độ chơi game của bạn sẽ trở nên đỉnh của đỉnh, đỉnh khủng khiếp luôn. Đấy, và tới một lúc nào đó bạn trở thành một kiện tướng đấy, không phải đùa đâu nha, đừng có đùa. Và các bạn còn nhớ một cái câu nói mà tôi nói trong cái bài về cái vấn đề này mà tôi viết trước đó không? Cái câu này tôi thấy khá là nhiều người trích lại nên tôi cũng đọc lại một lần nữa nha. Đó là chơi bằng tay chân chỉ đưa bạn lên được tới bờ thôi, nhưng chơi bằng đầu sẽ đưa bạn lên đỉnh. Chơi bằng tay chân là sao? Có nghĩa là siêng năng á, dành thời gian cho nó đó. Nhưng như thế này chỉ đưa bạn ở cái mức bờ, có nghĩa là từ ở dưới ruộng lên tới bờ, ở mức trung bình thôi. Còn muốn chơi đỉnh của đỉnh phải dùng tới cái đầu. Khác nhau là như vậy, tư duy là như vậy đó nha. Và ngay trong cái lĩnh vực chơi game này thôi, nó đã như thế rồi.
Bây giờ lấy nó ra và áp dụng vào tất cả mọi mặt trong cuộc sống. Mọi mặt, bạn sẽ cảm thấy sự vi diệu của nó nha. Vậy thì bây giờ chúng ta đúc kết lại công thức hai bước để thiệt sự giỏi dã man một lĩnh vực nào đó. Đó là thứ nhất là gì? Siêng năng, dành thời gian nhiều cho một cái việc gì đó. Nhưng như vậy đủ chưa? Chưa đủ. Cái thứ hai cần quan trọng hơn là hãy dành thời gian ra để suy ngẫm về những việc mình làm. Bạn sẽ rút ra được một bầu trời kinh nghiệm. Bạn sẽ biết mình là ai. Bạn sẽ biết mình dở chỗ nào và khắc phục ở đâu. Và chính cái bước số 2 này mới là cái bước đưa bạn lên trên đỉnh cao, chứ không phải là bước số 1. Nhưng bước số 1 cũng quan trọng vì nó là nền tảng. Này, ok chưa? Đã có một cái công thức đơn giản rồi đúng không? Chúng ta sẽ qua tiếp cái ví dụ số 2. Ví dụ này hay nha, ví dụ này hấp dẫn nha. Tại vì sao? Tôi là người trong cuộc, tôi là chuột bạch của phương pháp đó. Coi thử và nghe thử coi tôi chuẩn bị nói về cái gì nha. Xin chào các bạn, đây là phần số 2 của chương trình ngày hôm nay. Làm sao để thiệt là giỏi trong một lĩnh vực nào đó, kể cả tới mức chuyên gia luôn. Đấy, ở cái ví dụ số 1 á, tôi nói về chuyện của người ta. Tôi nói về chuyện của mấy cô học sinh game thủ ở kế cái tiệm tạp hóa ở chỗ tôi hay sống. Dù sao đó cũng là chuyện bao đồng. Thì thôi, ở bước số 2 này tôi kể về chuyện của tôi nha. Và tôi lấy một cái ví dụ rất gần gũi, và tôi tin là các bạn sẽ cảm nhận được liền luôn á khi mà tôi kể. Đó là ví dụ về cái cách mà tôi làm video nè. Tôi làm video cho các bạn xem á. Tôi không dám nhận là tôi giảng hay, nhưng mà chắc là tôi giảng cũng được. Và kênh YouTube của Web 5 Ngày hiện tại nha, là khoảng 1,3 triệu lượt đăng ký ở thời điểm tôi ghi âm cái bài giảng này. Thì tôi nghĩ là chắc là mình cũng có giá trị nào đó mới có thể thu hút được một cái số lượng lớn khán giả như thế. Đấy, các bạn đừng nghĩ là tôi đang khoe nha. Không, tôi đang lấy cái con số đó ra để làm cái ví dụ này thôi nha. Vậy thì có bao giờ các bạn thắc mắc là tôi làm video như thế nào không? Tôi làm video làm sao mà tôi có thể ảnh hưởng và tôi có thể truyền một cái động lực nào đó cho nhiều người như vậy thông qua những con số nhiều như thế? Đấy, thì tôi cũng áp dụng y chang cái công thức làm sao để thiệt giỏi một thứ nào đó mà tôi vừa kể với các bạn ở bước đầu tiên nha. Bước 1 là gì? Bước 1 của công thức đó là gì? Đó là dành thời gian cho cái việc nào đó, đúng không? Và bước thứ hai là gì? Ngẫm nghĩ về những gì mình làm. Đấy, thì bây giờ với cái việc làm video của tôi cũng vậy thôi. Muốn làm thì đương nhiên là phải dành thời gian cho nó rồi, đúng không? Lúc nào rảnh là tôi suy nghĩ về một cái ý tưởng nào đó le lói trong đầu thôi. Và đôi khi đó là một cái ý tưởng rất đơn giản, rất căn bản thôi, không có gì cao siêu hết. Đó, dành thời gian cho nó vậy thôi. Sau đó bắt đầu tôi thu âm. Đấy, thì bây giờ cầm cái mic lên thu âm thôi, ngồi nói huyên thuyên. Nhiều khi nói đi nói lại, tôi nói thiệt các bạn khan tiếng luôn á. Đôi khi có những cái bài mà các bạn bảo là ủa hôm nay giọng sao buồn. Không phải, bị đau cổ, bị đau họng, chứ có gì đâu. Đấy, nhưng mà vẫn dành thời gian để thu. Đấy, và cố gắng. Có những ngày tâm trạng rất tốt, thu rất đã. Nhưng cũng có những ngày tâm trạng không tốt, vẫn phải thu vì phải dành thời gian cho nó. Đấy, nhưng như vậy đủ chưa? Như vậy là có thể đưa một cái kênh YouTube từ vô danh trở thành một cái kênh 1,3 triệu lượt theo dõi. Đủ chưa? Chưa. Vậy mới chỉ bước 1 thôi, đúng không? Bước 1 là gì? Đưa các bạn lên bờ chứ chưa đưa các bạn lên đỉnh được. Bước 1 là điều kiện cần thôi. Còn bây giờ bước 2 mới quan trọng nè. Mỗi ngày nha, sau khi mà thu xong á, tôi sẽ bật lại những gì mình thu và nghe lại. Đó, nghe lại nha. Cái bắt đầu tôi thấy chết cha rồi, cái chỗ này tôi thu thấy gớp. Ghi lại, note lại để sửa. Chết cha rồi, chỗ này nói bậy rồi, mà chắc là không phù hợp với khán giả, bỏ, thu lại. Hoặc là thấy bà rồi, cái chỗ này bị sai thông tin, đọc ẩu, sai thông tin, bỏ, sửa lại. Hoặc là chỗ này có thể thêm vào một chi tiết hài hước vừa mới nghĩ ra, ok, bỏ, thu lại. Đấy, đó là những trường hợp mà tôi sẽ làm theo cái cách dễ nhất, là bật lại những gì mình đã ghi âm để nghe lại và xem thử coi mình dở chỗ nào, mình tệ chỗ nào, mình có thể cải thiện chỗ nào và mình có thể làm cho nó tốt hơn ở đoạn nào. Rất quan trọng các bạn. Tôi biết có những người, rất nhiều người giảng bài trên YouTube và giảng không thực sự hay vì họ úp hết tất cả những gì mà theo tôi được gọi là file thu lên trên YouTube. Có nghĩa là thu một lần thôi, cùng lắm là sửa một lần thôi, là úp lên thôi. Thành ra có rất nhiều chỗ nó rất khó hiểu mà người ta vẫn để luôn. Tôi thì tôi không chịu được cảm giác đó. Cái chỗ nào mà tôi nghe lại tôi cảm thấy quá khó hiểu thì tôi bắt buộc tôi phải thu lại. Và khi mà tôi thu lại
thì tôi đã dùng cái bản ghi âm đó chưa để mà dựng thành video và up lên trên YouTube? Chưa luôn. Ngày hôm sau tôi lại tiếp tục nghe tiếp cái bản mà tôi vừa thu mới lại và tôi lại tiếp tục rút kinh nghiệm. Và cứ như thế làm hoài cho tới khi tôi hài lòng với cái bản thu. Đó là sự thật đó các bạn. Thành ra khi mà tôi up video lên YouTube, cái người sướng đầu tiên là tôi, cái sự hạnh phúc đầu tiên là tôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã thắng được một quan tòa là chính mình. Mình hạnh phúc vì nó. Đó mới là cái lửa để tiếp tục làm video thưa các bạn. Còn bây giờ up lên thì coi như ý trời. Có những cái video được nhiều người đồng cảm thì một tuần 500.000 view là chuyện bình thường. Ok, coi như đó là khuyến mãi. Còn có những video các bạn không cảm thấy đồng cảm, một tuần chỉ có 20.000, 30.000, rất thấp so với bình diện của cái kênh. Cũng vui luôn, bởi vì tôi đã rất vui khi mà tôi tắt cái micro rồi. Còn bây giờ nếu mà được hưởng ứng nhiều thì tốt, không được hưởng ứng nhiều thì thôi, chả có việc gì hết. Đấy, và bên cạnh cái việc mà nghe lại những gì mà tôi đã thu, thì những cái lúc mà đầu óc rảnh rỗi á, tôi vẫn suy nghĩ về cái cách mà tôi đã thu những cái bài giảng vừa qua. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, à, mình nên thu giờ nào mà cái mood, tức là cái tâm trạng của mình nó tốt nhất để có thể thỏa sức sáng tạo, hạnh phúc và bung lụa nhất. À, tôi phát hiện ra một cái giờ phù hợp. Đấy, hoặc là tôi suy nghĩ coi, à, mình nói, mình hay ngắt ở cái đoạn này nghe chán lắm. Vậy tại sao mình không thử ngắt nghỉ ở một cái đoạn khác, ví dụ vậy. À, hoặc là tại sao mình cứ hay lấy cái ví dụ này để minh họa câu chuyện vậy, chán bỏ bà. Thôi, tập sau hoặc là ngày mai thu lại, cố gắng sử dụng một ví dụ khác. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì tôi làm thưa các bạn, riêng ở trong cái việc soạn bài giảng thôi nha. Còn với công việc mà điều hành cái công ty của tôi đó, quản lý nhân sự, chiến lược các thứ, tôi cũng làm cái cách tương tự. Và thưa các bạn, nó cứ đẩy mình lên một tầm cao mới. Mình suy nghĩ về những gì mình đã làm á, nó sẽ giúp rất nhiều. Và đôi khi một cái điều xấu xa nào đó của mình, một cái hạn chế nào đó của mình á, ai là người đầu tiên phát hiện? Mình chứ ai. Và đó là một điều hạnh phúc. Nên có nhiều cái video clip tôi biết là tôi sẽ bị chửi, nhưng mà đôi khi cái thời gian up nó quá eo hẹp, không còn thời gian để sửa nữa. Khi mà up lên, mình bị chửi ngay khúc đó luôn. Mình vui luôn á các bạn. Vì tôi đã phát hiện điều đó trước bạn rồi. Tôi không có lấy gì làm tổn thương hết. Nhưng một điều chắc chắn, tập tiếp theo sẽ không còn loại đó. Đó là điều chắc chắn. Đấy, và tôi rất hạnh phúc về chuyện đó. Tôi áp dụng y chang những gì mà tôi đã hướng dẫn với các bạn. Những gì mà tôi chỉ các bạn vào trong chính những cái video clip mà các bạn đang xem. Đấy, các bạn để ý không? Đó, chứ mà bây giờ mình dạy một cái gì đó mà mình không làm được thì đang nói xạo, nói dốc, nói phét, vứt, đúng không? Mình đã thắng được cái tiêu chuẩn của mình và đó là điều tuyệt vời ha. Đó là ví dụ số 2, bây giờ sẽ qua tiếp ví dụ số 3. Cùng nghe thử coi ví dụ số 3 là gì ha. Xin chào các bạn, đây là phần số 3 của chương trình ngày hôm nay. Sau khi mà nghe một cái ví dụ của cái tiệm net rồi ví dụ của tôi, thì bây giờ thôi mấy mình tới ví dụ số 3, là ví dụ mà tôi nghĩ là những người muốn thành công là những người rất quan tâm. Vậy ví dụ số 3 này là cái gì nha? Tôi sẽ lấy ví dụ về một cái hình ảnh cũng khá quen thuộc thôi. Đó là một chủ shop, một người tạm cho là khởi nghiệp đi, mở một cái tiệm nhỏ ở cái mức độ là hộ kinh doanh cá thể đi ha. Đơn giản vậy thôi, đừng có phức tạp chi. Vậy làm như thế nào để cái người này có thể thành công được, thành công lớn và thiệt là giỏi trong lĩnh vực đó? Đấy, đây sẽ là câu trả lời. Áp dụng công thức 2 bước. Bước đầu tiên là làm cái lĩnh vực đó, dành thời gian cho nó, siêng năng cho nó, đúng không? Vậy thì đối chiếu cái bước số 1 này á, thì một cái người kinh doanh nhỏ bắt đầu từ con số 0, chưa nhiều kinh nghiệm thì phải làm những việc gì nha? Tôi cho rằng với một cái người mà mới bắt đầu và ở quy mô nhỏ thì làm 3 việc này thôi là được nha. Đương nhiên thì khi mà các bạn lớn hơn, các bạn phát triển hơn thì có nhiều thứ phức tạp kèm theo. Nhưng hiện tại nếu còn nhỏ thì làm 3 thứ này là ok. Thứ nhất là chọn sản phẩm để bán. Thứ hai là tìm cách để bán hàng. Đấy. Và thứ ba là gì? Là chăm sóc khách hàng. 3 bước này thôi là được nha. Vậy thì tôi hỏi các bạn, 3 bước này đúng là dành nhiều thời gian ra để làm đấy, phải siêng năng đấy, phải công sức đấy. Nhưng mà bạn thấy nó, ai cũng làm được nó hết. Ông nào cũng làm được chuyện này. Bây giờ ví dụ như chọn sản phẩm đi, ai cũng có thể chọn được, có thể đi ra chợ lớn mua đại vài bộ về bán được, hoặc là quen với lại đại lý của một cái công ty mỹ phẩm nào đó, thông qua quen thuộc bắt đầu rồi cho em làm đại lý cấp dưới của chị nhé, thì cũng có sản phẩm để bán. Hoặc là nhà
trồng cái này cái nọ cũng có sản phẩm để bán. Hoặc là bạn có hoa tay, bạn có thể làm những cái đồ thủ công cũng có cái để bán. Rất nhiều, đúng không? Vậy thì cái công việc này thực chất ai cũng có thể làm được. Cái việc tiếp thị bán hàng cũng như thế. Đăng bài Facebook, viết bài, quay video, ai cũng làm được. Giỏi hay không thì từ từ tính ha. Nhưng ai cũng làm được. Rồi chăm sóc khách hàng, gửi hàng, gói hàng, tư vấn, ai cũng làm được. Nhìn chung những cái việc này nếu bạn siêng năng và bạn thực sự làm á, thì bạn hoàn toàn có thể làm tốt được. Nhưng nó đưa bạn tới đâu? Nó chỉ đưa bạn tới một cái người kinh doanh trung bình trở xuống mà thôi. Chưa giúp các bạn được gì cả. Thường thường tôi thấy các bạn ăn mừng sớm quá. Rất nhiều người mới đi lấy được cái giấy phép kinh doanh về, bắt đầu chụp hình up lên trên Facebook. Một chặng đường mới bắt đầu. Bắt đầu nguyên một cái hệ thống nó vô: chúc mừng anh, chúc mừng anh. Có cái gì đâu mà chúc mừng, đã thành công đâu, mới bước đầu thôi, ăn mừng sớm quá. Chưa được nha, như vậy là chưa được. Cái việc mà bạn đang làm, bạn đang có đó, chỉ là ở mức trung bình thôi. Và quay trở lại với ví dụ chơi game á, nó chỉ mới giúp bạn đi từ ở dưới ruộng lên bờ thôi, chưa lên đỉnh được. Muốn lên đỉnh phải có bước số 2 là chơi bằng đầu. Chơi bằng đầu có nghĩa là thời gian các bạn phải dành ra thiệt sự là nhiều để nghĩ về những việc mình làm. Đấy, ví dụ cứ cho là bạn kinh doanh thời trang đi, và bạn lấy hàng ở chợ lớn đi, lấy về và bán và hưởng chênh lệch, ví dụ vậy. Thì bây giờ rảnh rảnh bạn nghĩ, ô những cái bộ mình lấy thấy nó đại trà quá ta, bán cái thứ mà ai cũng bán, sao cạnh tranh, sao cạnh tranh lại mấy chỗ mà nó bán sỉ, bán rẻ hơn mình. Hay là mình thử, mình quan sát và mình kiếm những cái bộ nó cũng đẹp mà nó ít người mua, được không ta? À, hoặc là suy nghĩ theo hướng khác, mình mới hỏi và mới nhập hàng từ có một cái cửa hàng ở chợ lớn thôi. Ê, không mấy ngày mai mình rảnh rảnh mình xách xe mình chạy hết chợ lớn mình coi thử làm sao ta. Mình chạy mình ghía hết đó, để mình có một cái sự hiểu biết cực kỳ sâu sắc vào về chủng loại của những thứ mình đang kinh doanh. Rồi bắt đầu ngày mai chạy vòng coi thử. Bắt đầu tới ngày kia suy nghĩ tiếp. Ừ ha, mình chạy một vòng ở bên ngoài, mình cũng chưa có hiểu rõ nữa. Thôi, tại sao mình không gửi xe và mình đi vô, mình gặp từng shop, mình hỏi luôn, mình giả bộ, mình đóng vai người mua. Hỏi thử chị, ủa mẫu này đang hot chị, ừ hàng này nguồn gốc sao chị, chất liệu sao chị, ví dụ vậy. Ồ, một bầu trời kiến thức nha, một bầu trời kiến thức đấy. Rồi, làm. Các bạn thấy không, đẳng cấp từ từ đi lên và bắt đầu hơn người. Thấy không, bắt đầu hơn người, đã. Nhưng nếu một ngày nào đó bạn dừng lại, bạn không suy nghĩ nữa, bạn không chơi bằng đầu nữa, thì bạn sẽ bị tụt lùi, bạn sẽ trở thành một người tầm thường, chắc chắn luôn. Và quay trở lại với cái vấn đề ngày nào bạn cũng nghĩ về cái việc nhập hàng, bạn cứ nghĩ hoài, thì đó chính là một cái bậc thang để đưa đẩy bạn tới cái việc chọn được sản phẩm tối ưu. Bạn hỏi tôi, em nên kinh doanh mặt hàng nào, tôi nói thiệt ông nội tôi cũng không biết, vì đó là một cái quá trình, chứ nó không đơn giản chỉ là một câu trả lời. Và cái quá trình đó ai cũng phải cất công, xách đít lên để đi kiếm. Không ai làm cho các bạn cả. Bản thân tôi cũng vậy thôi. Tôi tìm được công việc tôi yêu thích rất đơn giản thôi. Tôi làm qua một chục nghề rồi. Kể cả những cái nghề mà nó bèo nhất, tôi vẫn phải làm để tôi tìm ra được cái thứ mình thích. Thì bạn cũng vậy thôi. Để đạt tới một cái đẳng cấp đỉnh của đỉnh, thì bạn phải đi qua cái quá trình đó bằng việc nghĩ về nó liên tục, phát hiện vấn đề, tìm cách trả lời và nâng cao mình lên. Tương tự trong cái phần tiếp thị bán hàng cũng vậy. Bây giờ đầu tiên nghe người ta nói, ừ, em chỉ cần share livestream, em chỉ cần chụp hình tự sướng, thì ok bạn cứ làm thử. Rồi ví dụ sau 3 ngày không có con ma nào mua hết, bắt đầu mình phải suy nghĩ chứ. Ủa sao làm đúng bài rồi mà không ai mua. Bắt đầu suy nghĩ, ừ ha, mình ngu thiệt, sao mình ngu dữ ta. Có ai mua hàng mà lại đi mua của một cái người suốt ngày cứ chụp hình rồi xạo xạo post lên không? Có ai tin mình đâu. Chắc là cái đường này sai rồi, thôi mình chuyển qua con đường khác ha. Mình chuyển qua con đường khác, ví dụ như SEO Facebook. Tôi có dạy bài này rồi đó, ai rảnh thì lên coi. Ví dụ như SEO Google, tôi cũng có chỉ bài này luôn rồi. Đấy, bắt đầu mình tìm thấy những cái mới, thử sức những cái mới. Dần dần các bạn hoàn thiện. Nhưng các bạn sẽ không bao giờ tìm được cái thứ gì đó hay ho nếu các bạn bỏ qua cái bước đầu tiên là nghĩ về những gì mình làm. Bạn phải là một cái người giám khảo, chấm điểm chính mình mỗi ngày, và nếu được mỗi giờ luôn á. Mỗi giờ luôn á. Trừ khi tôi đi ngủ, tôi cố gắng tôi không suy nghĩ. Còn cái lúc tôi làm việc, tôi luôn phải xét đoán chính mình. À, cái này tôi làm được hay không? Cái này tôi làm có ngu hay không? Cái này tôi có làm hay hay không? Nếu hay, đẩy mạnh. Nếu ngu, bớt lại. Đó là cái cách chúng ta phát triển. Và các bạn cứ làm theo tôi đi. Tôi nói thiệt,
bạn không phát triển mới lạ. Vì cái tôi đang nói với các bạn nó không phải là một cái gì đó cao siêu hết. Nó là quy luật cơ bản của tự nhiên. Bạn chơi bằng tay chân và chơi cả bằng đầu, hai thứ kết hợp lại bạn đỉnh. Chấm hết, không nói nhiều nha. Nên tôi hy vọng những ai mà muốn thành công trong cuộc sống, đương nhiên thành công lớn hay thành công nhỏ còn tùy thuộc vào quan điểm và khả năng của các bạn. Nhưng để thành công ở cái ngưỡng thực sự thành công thì tôi cho rằng bạn hoàn toàn có thể làm được, nếu bạn biết chơi bằng đầu và chơi bằng tay. Và một lần nữa tôi chốt lại, chơi bằng tay sẽ giúp các bạn lên được trên bờ, nhưng chơi bằng đầu mới giúp các bạn lên được trên đỉnh nha. Đó là những gì mà tôi nhắn gửi với các bạn, và tôi rất hy vọng các bạn sẽ hiểu, sẽ thẩm thấu và có một cái sự thay đổi lớn lao sau khi xem cái bài này, nếu các bạn muốn thành đạt trong cuộc sống này, mọi lĩnh vực nha. Và như vậy thì cái bài của chúng ta hết chưa? Chưa. Tôi biết sẽ có người hỏi, em không biết mình thích gì thì làm sao em có thể thiệt sự là thành công trong lĩnh vực đó được. Rồi, hỏi thì tôi phải trả lời đúng không? Qua phần số 4, ngay và luôn các bạn nha. Xin chào các bạn, đây là phần số 4. Đây là cái phần mà tôi khuyến mãi cho các bạn. Thực ra là lúc đầu trong cái kịch bản chính của chương trình tôi không có tính đưa cái này vào, bởi vì cái thời lượng chương trình cũng không còn ngắn nữa nha, nó hơi dài rồi và tôi sợ các bạn nói là cái bài này nó lê thê. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người đang nghĩ cái câu hỏi này, nên thôi tôi sẽ cố gắng để trả lời nó. Bạn có thể thành công và thiệt sự giỏi trong một lĩnh vực mà bạn không thích hay không? Và đặc biệt nếu ngay thời điểm hiện tại, ngay lúc này bạn cũng không biết mình thích cái gì cả, thì tôi nói các bạn một câu này nè, tôi trả lời luôn nha. Có thể thành công kể cả trong lĩnh vực mình không thích. Các bạn nhìn ở cuộc đời này đi, được bao nhiêu người thành công trong lĩnh vực mình thích. Bạn nhìn ở công ty bạn đi, bạn đi hỏi tất cả mọi người, chị ơi chị có thích công việc này hay không, anh ơi anh có thích công việc này hay không, sếp ơi sếp có thích công việc này hay không. Phần lớn mọi người sẽ chỉ làm việc vì tiền ở cái nơi bạn đang làm việc mà thôi, chứ mà thực sự thích thì hơi khó nha. Và con số thực tế cũng đã chứng minh rồi, sinh viên làm việc trái ngành rất nhiều. Làm việc trái ngành có phải là phát hiện ra mình đã đam mê một thứ mới hay không? Không phải, tại vì xin việc không được nên phải đớp lấy tất cả mọi cơ hội có, nó sinh ra cái sự trái ngành đó. Thành ra mọi người vẫn đang làm việc mình không thích mà, mọi người vẫn đang có tiền mà, và có rất nhiều trưởng phòng, rất nhiều sếp của các bạn đó đang làm cái việc mà anh ta cũng không thích gì đâu, nhưng sự chuyên nghiệp giúp anh ta đi lên. À, sự gắn bó giúp anh ta đi lên, sự chơi bằng tay chân và sự chơi bằng đầu giúp anh ta đi lên, hoàn toàn có thể thành công được. Và tôi cho rằng các bạn phải tính được một cái phép tính ở trong đầu. Phép tính đó là gì? Bây giờ chẳng thà mình làm một cái điều mình không thích mà mình đi lên được đỉnh cao, còn hơn là mình ngồi một chỗ mình không làm gì. Vì chung quy lại bạn vẫn đang không biết mình thích cái gì cả, thì làm vẫn tốt hơn không làm. Công nhận không? Rõ ràng chứ gì nữa. Và cái điều này còn quan trọng hơn nè. Khi mà bạn ở trên đỉnh cao của một lĩnh vực, kể cả lĩnh vực đó bạn không thích á, thì nó vẫn có ý nghĩa. Ý nghĩa của một bậc thang để đi tới cái bạn thích. Tôi lấy ví dụ, bạn kinh doanh đi, bạn chả thích kinh doanh, nhưng mà bây giờ bạn nghỉ việc rồi, bạn không có gì để làm, bạn phải kinh doanh. Thì ok, bạn học cách như tôi chỉ, chơi bằng tay chân, siêng năng và chơi bằng đầu, suy nghĩ, bạn phát triển và đi tới cái mức thu nhập 40 triệu một tháng ví dụ vậy. Chưa gọi là quá thành công trong cộng đồng khởi nghiệp, nhưng thành công theo định nghĩa của bạn. Vui không? Vui. Bắt đầu có tiền dư giả, đi chơi, đi du lịch nước ngoài. Và khi mà đi du lịch nước ngoài mới phát hiện ra, ô, mình thích du lịch, mình muốn làm về du lịch. Tới bây giờ mình mới phát hiện ra cái mình thích. Thì tôi hỏi các bạn, nếu các bạn không có một cái thành công bước đầu, không có dư tiền, thì làm sao bạn có thể đi du lịch được mà phát hiện ra bạn yêu thích du lịch? Ý nghĩa bậc thang, ý nghĩa cầu nối là như vậy đấy. Nên nếu mà thời điểm hiện tại bạn thực sự chưa thích cái gì, chả có vấn đề gì cả, con người ta còn trẻ thì người ta phải đi tìm kiếm. Hãy cứ làm cái điều bạn không thích đi và cố gắng chơi bằng tay chân, chơi bằng đầu để đạt được thành quả. Và khi có thành quả rồi, những thành quả đó sẽ đưa đẩy bạn đi tới được cái mới, để khám phá ra cái thứ bạn thực sự thích. Đó là một hành trình cuộc đời, và tôi chúc các bạn sẽ đi tới được cái hành trình đó nha. Đừng có hy vọng một ngày nào đó thức dậy đẹp trời, mình wow lên cái, ừ ha, sau đêm này mình đã tìm ra được thứ mình thích. Không có đâu, mơ đi mấy ba. Tìm ra đam mê của mình là một hành trình đấy, chứ không có tự nhiên đâu, không có trên trời rớt xuống đâu. Nên nếu không biết mình thích gì, hãy cứ bình thường đi, hãy cứ chọn những cái bạn đang làm đấy và sống chết với nó đi. Chơi bằng tay và chơi bằng đầu với nó đi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ lắm.
vẫn có thể thành công được trong lĩnh vực mình không thích. Và đó sẽ là một cái bậc thang tuyệt vời. Giống như là cái trường hợp mà vô tình phát hiện ra mình thích du lịch á. Bây giờ tôi nói thiệt, điều kiện hoàn hảo rồi, bạn đã có dư giả tiền rồi, bạn làm du lịch dư sức. Chứ bạn đâu còn là một cái sinh viên mới ra trường, trong tay chả có gì làm du lịch đâu. Và những cái kỹ năng kinh doanh của các bạn đâu có phải vứt, lấy áp dụng qua du lịch ngon lành mà. Ngon cơm, đâu có cái gì bị lãng phí đâu, đúng không? Phải nhìn cuộc đời nó rộng ra, bạn sống tới mấy chục năm, gần 100 năm lận. Đừng có nhìn cuộc đời của các bạn như thế, bạn sống một năm này rồi thôi hết. Không được, nhìn dài ra. Và đó là một cái chặng đường dài bạn phải đi. Và rồi bạn sẽ đi tới được cái điểm mà bạn muốn, với điều kiện ngày hôm nay bạn phải đi. Kể cả con đường đi là con đường chưa hẳn là đam mê nha. Tôi chúc các bạn chân cứng đá mềm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều sau khi mà xem cái clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 7 giờ tối thứ bảy tuần sau, cũng tại kênh YouTube của Web 5 Ngày luôn các bạn nha.